chào toàn thể các bạn. Hôm nay công ty DX sẽ giới thiệu với các bạn một dòng loa JBL đang rất hot trên thị trường hiện nay. Đó là dòng loa mang thương hiệu Passion. Đây dòng chính hãng nhé, hàng nhập khẩu của Basa. Đây hôm nay anh em công ty DX sẽ khui thùng và giới thiệu cho anh em xem dòng loa này. Đây. Đây là một dòng loa chính hãng nhé, có tem chứng nhận của 3 sao này. Dòng loa này được thiết kế với 5 loa 3 đường tiếng. Với 5 loa 3 đường tiếng nhé, bao gồm 1 bát 25, 1 bát 25 cm, 2 loa mid với đường kính là 7,6 cm và hai loa chép cũng đường kính là 7,6 cm nhé. Dòng loa này được hoạt động ở từ giải 48Hz cho đến 18kHz. Vâng, giải hoạt động xuống rất là sâu nên các bạn sẽ cảm nhận được cái bát của nó đánh rất là hay, uy lực. Ngoài ra dòng loa Passion này, ngoài series Passion 10 có loa Passion 6, Passion 8 và Passion 12. Có một điểm rất đặc biệt là cái logo chữ JBL. Khi ta mở tín hiệu lên nó sẽ phát sáng nhé, rất là đẹp. Để phối hợp với dòng loa này, anh em có thể kết hợp những dòng cục đẩy có công suất tầm khoảng 600W. Ví dụ như hãng Crown, nếu mà muốn âm thanh hay ấy thì anh em nên kết hợp với một con vang kỹ thuật số nhé, cho tiếng rất là hay. Với hệ thống showroom trải dài khắp cả nước tại Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, các bạn có thể đến trực tiếp showroom. Ở đó sẽ có anh em đội ngũ kỹ thuật tư vấn và mở cho các bạn test thử. Sau đây tôi sẽ mở một bản nhạc để cho các bạn cùng thưởng thức. Gặp nhau trên sân ga chiều loáng nắng, vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi, đường cao mùa xuân nay bên em đang mong chờ, ta cùng về tạm biệt như mang theo niềm nhung nhớ, chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đâu như ai cũng là tình cờ gặp nhau. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ, trời càng về khuya đêm hắn yêu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân.
có mở một bản nhạc để cho các bạn nghe thử chất âm của dòng loa Passion 10 này. Để cho tiện các bạn theo dõi thì các bạn hãy đăng ký kênh của công ty hoặc vào website www.dxaudio để nhận được những thông tin mới nhất và những sản phẩm mới nhất mà công ty mang đến cho các bạn. Gió đông